Hi, xin chào các bạn. Trên tay mình đây hiện đang là một cái gimbal. Đúng rồi, nó là cái gimbal dành cho điện thoại nha các bạn. Đợi xíu. Ok. Cảm ơn Linh Kiện Store vì đã cho mình mượn cái chiếc Moza Mini Mi này để mình trải nghiệm trong suốt thời gian vừa qua. Và ngay bây giờ thì mình hãy cùng nhau nhìn lại những cái gì mà chiếc Mini Mi này có thể làm được nha. Liệu cái chiếc gimbal này có còn xứng đáng sử dụng trong năm 2020 này không? Hãy cùng bắt đầu tìm hiểu nhé. Yo. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài cái điểm nổi bật về thiết kế cũng như là về tính năng của chiếc Moza Mini Mi này nha. Moza Mini Mi này có thiết kế tinh tế với cái vỏ nhựa bán cứng khá là đẹp. Bản thân gimbal lớn và nặng 543g. Với một cái trọng lượng như vậy thì khi mà các bạn gắn thêm điện thoại vào có thể nói là nó xấp xỉ đâu đó tầm khoảng 600-700g. Mà đối với những bạn mà ưa thích sự nhỏ gọn, các bạn sẽ thấy cái Mini Mi này hơi lớn một chút. Về tay cầm chống rung, Moza Mini Mi này có 4 cái ốc vít 1/4 inch. Thì với những cái ốc vít này các bạn có thể gắn thêm những cái phụ kiện như là chân máy, micro. Nói chung là mình sẽ tùy biến được rất là nhiều với những cái con ốc vít này. Chiếc gimbal này còn có động cơ khá là mạnh mẽ, mang lại cho nó cái tải trọng tối đa lên đến 300g. Nếu như mà mình dùng cái iPhone 11 Pro này thì nó khá là dư dả và thoải mái. Tính năng sát thủ của cái gimbal Mini Mi này đó chính là cái sạc không dây. Nó sử dụng cái chuẩn sạc không dây Qi nên sẽ tương thích với hầu hết các cái điện thoại hỗ trợ sạc không dây. Nếu so sánh về mặt thiết kế năm 2018 sẽ có vài điểm bất lợi ở năm 2020. Ví dụ như khi mình dùng iPhone 11 Pro có cam góc rộng, chiếc gimbal này sẽ bị vướng trục khi quay. Đây là điểm yếu về thiết kế năm 2018 rồi. Có điều có thể nói cái khó nó lót cái khôn. Bạn hoàn toàn có thể dựa vào thiết kế của gimbal mà sáng tạo nên những giải pháp sử dụng để có thể loại bỏ đi điểm bất lợi về thiết kế này. Với việc đưa gimbal nằm ngang sẽ giúp mình không thấy trục gimbal nữa. Như vậy là tha hồ sử dụng góc rộng nha. Phần mình thích nhất ở chiếc gimbal này đó là phần joystick cực kỳ linh hoạt và tiện dụng. Việc dùng joystick sẽ giúp bạn có được nhiều cảnh quay mượt mà hơn mà không cần di chuyển nhiều với chiếc gimbal này. Các thao tác về nút nhấn để điều khiển sẽ cần một khoảng thời gian để làm quen. Nhấn 2 lần vào nút FM sẽ giúp bật tắt cái việc vanh ngang. Ba lần sẽ giúp bật tắt cái việc vanh dọc lên xuống. Nếu mà các bạn để hiển thị đèn cả hai thì sẽ hoạt động hai trục. Như vậy chúng ta có thể linh hoạt để sử dụng tùy thuộc vào mục đích quay mà mình sẽ khóa trục này hoặc là mở trục kia. Điểm cộng nữa về chiếc gimbal này đó là cho phép mình thả tự do trục ngang, giúp mình quay những cảnh di chuyển tự do theo góc nhìn của nhân vật. Nhấn và giữ nút FM tầm 3 giây để bật và tắt cái tính năng này. Tính năng Inception rất là thú vị, cho phép chúng ta quay camera 360 độ và có thể hoàn toàn có thể có những thước phim rất là nghệ thuật từ đó. Về khả năng chống rung thì đối với việc chạy tầm thấp thì chúng ta có thể thấy rất rõ cái việc di chuyển của gimbal. Với các trường hợp đi bộ hay là banh ngang dọc thì vẫn rất là ổn định. Nhìn chung về việc chống rung thì chiếc gimbal này đã làm tốt cái công việc của nó. Bên cạnh đó chúng ta vẫn có thể dùng app Moza Genie để mà có thể điều khiển và quay với các chế độ được thiết lập sẵn ở bên trong này. Tuy nhiên mình không đánh giá cao app này lắm bởi vì nó hơi giật lag và không cho tùy biến sâu vào các setting như là timelapse. Bù lại thì các tính năng điều khiển ở bên ngoài đối với mình khá là đầy đủ và tiện dụng. Cuối cùng bạn nghĩ sao về chiếc gimbal này? Theo bạn có nên mua và dùng nó trong năm 2020 này không? Hãy cho mình biết ý kiến với nha.
Còn cuối cùng thì mình xin cảm ơn Linh Kiện Store vì đã cho mình mượn cái gimbal này. Dành cho bạn nào muốn sở hữu thì Linh Kiện Store hiện đã tạo một cái mã giảm giá cho những bạn xem kênh MVC Thịnh. Các bạn có thể nhập ngay để mà hưởng ưu đãi nha. Và ở cuối video thì mình sẽ cho các bạn xem thành quả của cái buổi đi quay với chiếc gimbal này.